Tôi là Trương Văn Ngọc. Tôi được sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ, một vùng quê yên bình và thơ mộng. Hiện tại tôi đang sống và làm việc tại một studio nhỏ ở phía tây Hà Nội. Chất liệu tôi chọn để thực hành nghệ thuật chủ yếu là màu nước, mực tàu trên giấy. Đây là chất liệu tan chảy, ngẫu nhiên, khó nắm bắt nhưng lại tự do phóng khoáng. Và đặc biệt, nó cũng hết sức tinh tế và uyển chuyển. Nương vào tính cách ngẫu nhiên của màu nước mà giờ đây các sáng tác của tôi có thiên hướng trừu tượng nhiều hơn. Tôi không còn áp đặt chất liệu hay tính toán những đường loang chảy của màu theo ý đồ của mình. Có thể giờ đây tôi đã làm một với chất liệu, như hơi thở tự nhiên. Tôi khởi đầu là họa sĩ vẽ hiện thực đời sống với tinh thần lãng mạn. Đã từng đi rất nhiều vùng miền để nắm bắt và thể hiện cái mình thấy, cái mình rung động. Thời gian đó tôi cũng tham gia và tổ chức rất nhiều workshop và triển lãm về màu nước trong nước và quốc tế, cốt là để gặp gỡ những bậc thầy mà mình mến mộ. Tiếp theo là lan tỏa nghệ thuật màu nước của mình với mọi người. Nhưng phong cách vẽ hiện thực và việc hoạt động xã hội quá nhiều không giúp tôi thỏa mãn được những nhu yếu bên trong. Vì vậy, tôi đã chọn ngồi lại một mình, quan sát để những tiếng nói sâu kín có cơ hội thể hiện lên giấy một cách tự do, thoải mái. Và tôi phát hiện ra khi thân tâm tự do thư thái thì lúc đó sáng tạo đồng thời cũng nảy sinh. Từ đó tôi dành nhiều thời gian để lắng nghe, quan sát và cảm nhận những biến đổi bên ngoài tự nhiên cũng như bên trong cơ thể và tâm hồn của mình. Việc đi ra ngoài tiếp xúc với tự nhiên cũng là một trong những việc quan trọng của tôi. Bởi khi về với thiên nhiên là một lần nữa mình có cơ hội được kết nối trực tiếp với chính mình, với mọi người và với tự nhiên. Vì thế nên chúng tôi rất hay đến những nơi có nhiều cây và nhiều nước. Những sáng tác gần đây của tôi thường mang tinh thần thi ca, lãng mạn và tự do. Nó là những suy nghiệm về nhân sinh từ chính những gì được tiếp xúc hàng ngày. Đối với tôi, nghệ thuật giống như những tấm gương để phản chiếu tâm hồn của mình, để rồi từ đó gột rửa cho nó tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Cũng chính vì thế mà nhờ nghệ thuật, tôi đã thấy được con đường của mình, thấy được chính mình.